Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể anh em làm thợ bẫy chồn trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để giới thiệu cho anh em là một cái mẫu cạm kiềng hàng đang bán chạy nhất nhà em đang cung cấp ngoài thị trường. Thì cái mẫu cạm kiềng này là cái mẫu cạm kiềng 12 cm, phù hợp cho anh em là bẫy những con chồn, con thú từ 3-4 kg đổ xuống nhá. Đấy, mẫu cạm kiềng 12 cm. Thì em sẽ báo giá phần cuối video. Anh em mà quan tâm thì anh em hãy xem hết cái video này. Ở cái đầu video này em vẫn giới thiệu cho anh em là nhà em vẫn chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những cái mẫu cạm kiềng, từ cái mẫu số 9 này, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 và 33. Anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đây, đấy, 0926611998. Thì ở cái cuối vụ của năm 2023 rồi, đấy, cuối vụ bẫy chồn của năm 2023 rồi, em luôn luôn là có một cái chương trình tri ân khách hàng, giảm giá tất cả những cái sản phẩm cạm kiềng này, rồi dây phanh này, rồi bàn đạp là em đều giảm giá anh em nhé. Thì không để anh em chờ đợi lâu thì em xin giới thiệu sơ qua về một chút. Và đây là một cái bao cạm kiềng 12 cm. Đấy, cạm kiềng bên em cung cấp ấy, thì cũng giới thiệu cho anh em là chỉ cung cấp cạm kiềng loại 1 thôi, để đảm bảo cho anh em là hoàn toàn 100% bằng thép lá, anh em sử dụng rất là bền. Đấy, sử dụng 3 đến 5 đến 7 năm thoải mái. Còn cái trường hợp mà khi mà anh em đánh cái thời tiết lắng mưa mà cái cạm kiềng này nó bị han rỉ ấy, thì anh em sẽ lấy cái luyên xe máy, anh em sẽ bôi vào, anh em sẽ quét vào thì đảm bảo cho anh em là nó đánh nó sẽ được bền hơn. Đây là em chia sẻ một chút. Còn với những cái mà cạm kiềng, với những cái cạm kiềng mà anh em mà muốn, chẳng hạn như muốn đánh cạm kiềng 12 cm này mà anh em muốn đánh chuột đồng vẫn đánh được bình thường, nhưng mà anh em chỉ cần lấy cái thứ nhất là anh em sẽ lấy một cái miếng rẻ, anh em sẽ quấn vào một bên răng. Cái thứ hai nữa là anh em có thể là dùng cách là anh em lấy cái rũa, anh em rũa bớt cái độ sắc của cái răng này thì tránh cái tình trạng mà con thú nó bị đứt chân. Thế là về cái chia sẻ là cái như vậy. Thì đây là em cắt một cái bao cạm kiềng 12 cm đây. Đấy, để giới thiệu cho anh em là đấy, tất cả những mẫu cạm kiềng anh em thấy ở trên màn hình đây, đấy, em không hề trộn nhé. Đấy, đây là vừa cắt ra một bao, không hề trộn mà cái nào răng cũng rất là khít đây anh em thấy này. Đây, cái nào 10 cái như một, 100 cái như một bao này thì nó gồm 300 cái anh em nhé. Một bao này thì nó gồm 300 cái. Thì cũng giới thiệu cho anh em là đây, đấy, răng rất là khít này, cạm rất là bóng. Thì cũng giới thiệu cho anh em là cạm kiềng bên em cung cấp ấy, đấy, là răng rất là khít. Đây anh em thấy này, răng rất là khít, cái nào cũng như một, 10 cái như một cả 10. Đây, răng rất là khít anh em nhé. Thì em cũng giới thiệu là cạm kiềng loại 1 ấy, thì anh em nhìn cái là anh em biết ngay. Về cạm kiềng loại 1 là cái thứ nhất là nó rất là bóng, cái thứ nhất là rất là bóng. Cái thứ hai nữa là nó rất là tròn vành, rất là tròn vành. Và cái thứ ba là bản răng của nó rất là to. Cái thứ tư là răng rất là khít như này. Và cái thứ năm là vành của nó rất là dày, vành rất là dày. Và cái thứ sáu nữa là lẫy, những cái lẫy như này là rất là bóng anh em. Đấy, về cạm kiềng loại 1 thì cũng giới thiệu lại là phù hợp cho anh em là bẫy những con chồn, con thú. Đây là về cạm kiềng 12 cm, thì anh em đo cái chiều rộng nhất từ phần này đến phần này nó là 12 cm nhé. Đấy, từ phần này đến phần này nó là 12 cm. Cái cạm kiềng này thì anh em, đây là về phần tai ra cạm này, đây là về lỗ sỏ dây thắng, lỗ sỏ dây thắng nhé. Thì khi mà anh em ra thì anh em chỉ việc nhẫm chân vào đây. Đấy, những cái cạm mới thì nó rất là chắc, thì anh em nhẫm chân vào đây, nhẫm 1-2 lần thì là anh em sẽ mở ra, anh em sẽ sử dụng thôi. Cũng giới thiệu cho anh em là khi mà anh em mà mua cái cạm kiềng 12 cm này thì em sẽ là những cái bộ của nó là đi kèm. Đấy, chẳng hạn như anh em mua một cái cạm là nó sẽ đi kèm là một cái lẫy như này. Đấy, một cái cạm là một cái lẫy như này nhá, để anh em về anh em tự làm bàn đạp. Còn trường hợp mà anh em mà không có thời gian làm bàn đạp thì bên em gia công cho anh em là những cái chiếc bàn đạp như này. Đấy, gia công những cái chiếc bàn đạp như này, và giá thì của một cái chiếc bàn đạp này là 1.000 đồng. Đấy, giá của chiếc bàn đạp này là 1.000 đồng nhé. Đấy, em chỉ lấy tiền tôn, không lấy tiền công của anh em. Còn nếu mà anh em mà muốn về tự làm bàn đạp thì nó đi kèm là những cái lẫy như này, thì anh em về anh em cắt tôn thì anh em tự làm bàn đạp thì nó sẽ rẻ được hơn 1.000 đồng. Và anh em muốn làm như nào thì anh em tự làm như vậy. Còn nếu mà anh em mà muốn làm sẵn, muốn làm sẵn thì em làm gia công là một cái chiếc bàn đạp như này sẵn. Thì khi mà anh em mà mua cái cạm kiềng 12 cm này, anh em lên là mua cho em thêm là những cái dây phanh, dây thắng xe đạp như này, để đảm bảo cho anh em mà sẽ, đây nó có một cái lỗ sỏ này, thì anh em sẽ sỏ vào đây và anh em buộc vào một chỗ cố định ấy, thì để đảm bảo cho anh em mà gặp những con thú to thì nó sẽ không tha được cạm của mình đi. Thì cái thứ nhất là mình sẽ không bị mất cạm, và cái thứ hai là mình không phải đi tìm cạm. Cái thứ ba nữa là anh em mà không, ví dụ mà không buộc chỗ cố định mà con thú nó to thì nó tha cả cạm cả thú đi thì mình rất là mất công. Và giá của một cái chiếc dây phanh này nó cũng chỉ là 2.000 đồng thôi. Anh em mua chẳng hạn 10 cạm và thêm 10 cái dây phanh này thì nó cũng chỉ thêm 20.000 đồng, và nó cũng rất là tiện anh em. Đấy là về một cái video ngắn mà em muốn giới thiệu cho anh em là về cái hàng cạm kiềng mà đang bán chạy nhất.
Đấy, cạm kiềm 12 cm phù hợp cho anh em là bẫy những con chồn, con thú từ 3-4 kg đổ xuống. Thì cũng giới thiệu cho anh em là nhà em cung cấp cả sỉ cả lẻ. Sỉ là anh em mà muốn mua số lượng lớn ấy, thì anh em cứ báo thì bên em có giá rất là ưu đãi cho anh em. Còn nếu mà anh em mà mua lẻ nhá, chẳng hạn như 5-7-10 cái thì em vẫn gửi bình thường, em sẽ gửi hàng qua bưu điện. Gần thì khoảng 1-2 hôm là anh em nhận được hàng, và xa thì khoảng 3-4 hôm. Và cái điều quan trọng nhất là khi mua hàng bên em là anh em luôn luôn là được kiểm tra hàng đúng chất lượng này, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu, thì anh em mới phải thanh toán. Ngoài ra thì anh em không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả về phương thức bán hàng. Còn là bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video lần sau.